Anh chị hỏi là cô Quang ơi, làm về video tướng miệng của phụ nữ đi cô Quang. Rồi, ok. Cô Quang sẽ làm một cái video tướng miệng của phụ nữ nha. Trong nhân tướng học á, là người ta nói á, là đàn ông là xem mũi, đàn bà là xem miệng. Cho nên đối với người phụ nữ á, miệng là vô cùng quan trọng. Ủa vì sao vậy cô Quang? Bởi vì đối với người nữ á, là họ là người mà gọi là khéo léo, đại diện cho sự khéo léo. Người phụ nữ thì là khéo léo, tinh tế, và người phụ nữ thì sẽ gần gũi với con cái. Người phụ nữ thường thường hay nói nhiều, đúng không? Cho nên là nó liên quan tới cái miệng rất là quan trọng. Vậy thì cấu trúc của miệng á, nó sẽ nói cho chúng ta biết về các kiểu phụ nữ khác nhau. Cũng là môi, cũng răng, cũng như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ nhiều cấu trúc thì nó sẽ tạo ra nhiều kiểu phụ nữ khác nhau. Vậy thì bây giờ là cô An sẽ chia sẻ cho anh chị biết về cái cấu trúc của một tướng miệng đẹp nha. Còn những cái video lần sau thì cô An sẽ nói về những cái khác, còn hôm nay thì chỉ có chia sẻ về cấu trúc của một người phụ nữ có tướng miệng đẹp. Một người phụ nữ mà có cái tướng miệng đẹp thì sẽ tạo ra được, thứ nhất đó là có cái tài ăn nói giỏi, thứ hai là khéo léo trong việc dạy con, thứ ba là khéo trong việc chiều chồng, thứ tư đó là khéo trong việc xã giao, thứ năm đó là khéo léo trong lời ăn tiếng nói, và thứ sáu tuyệt vời ở chỗ đó là người đó sẽ đón nhận được tình yêu thương của nhiều người khác, đặc biệt là sự quan tâm của con, của chồng, và họ sẽ là người hưởng được phước và đón nhận được cái sự chăm sóc của những người nhà, và đặc biệt đó là họ trên cuộc đời của họ là những người hưởng lộc. Có được tiền nè, có được sức khỏe nè đó, và nhận được cái sự may mắn. Thì cái tướng miệng như thế nào cô Quang? Thứ nhất đó là môi trên. Đầu tiên là cái cấu trúc miệng là mình ngậm miệng lại. Mình ngậm miệng lại thì anh chị sẽ hình dung là đầu tiên á, cô Quang làm như thế này nha. Đầu tiên là có hai khóe miệng đó, hai khóe miệng anh chị. Cái khóe miệng này cực kỳ quan trọng. Khóe miệng cho thấy đây là người phụ nữ sang trọng và khéo léo và dễ thành danh. Và khi họ cười ra, khi họ cười ra này, họ cười rồi đó, là hai cái này nó vượt lên trên, và người ta gọi đó chính là hình trăng lưỡi liềm. Miệng hình trăng lưỡi liềm á. Thứ hai đó là cái bờ môi nè, bờ môi dưới phải dày hơn một tí so với bờ môi trên. Thứ ba đó là cái môi này nó phải căng lên, cái bờ môi nó phải căng lên. Thứ tư đó là hàm răng, răng đều đặn quan trọng nhất nè, hai cái răng cửa nó lớn hơn những cái răng khác, mà đặc biệt hai răng cửa. Thì cấu trúc một cái miệng như vậy á, là tạo ra người phụ nữ, người ta gọi đó là vượng phu ích tử. Và người phụ nữ này có cái số sẽ sướng, giàu có, và đặc biệt nhất là hưởng được lộc từ chồng và con. Nếu như mà biết cách sử dụng cái miệng của mình thì người phụ nữ này rất là khéo trong việc giao tiếp, ngoại giao, và đặc biệt đó là cái tài ăn nói. Vậy thì trong những cái trường hợp như vậy thì người phụ nữ này sẽ gọi là trên cái đường đời của họ thì họ có gặp những cái gì, những cái biến cố gì không cô An? Thì anh chị để ý nè, nếu như mà một cái tướng miệng khéo như thế nhưng mà kết hợp với một cái tướng lỗ tai mà nó bị bợt ra sau á, thì người này gì cũng dễ bị gọi là sau một thời gian cẩn thận trong việc ăn nói và để ý một tí thì sẽ hạn chế bớt những cái thị phi anh chị nha, nhớ nha.